Hội nghị cấp cao APEC là một diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ nền kinh tế và chính trị của các nước thành viên. Hội nghị cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại chủ nhà Việt Nam với thành phố hiện là Đà Nẵng và tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 11 năm 2017. Khâu chuẩn bị đã và đang diễn ra hết sức chu đáo và khẩn trương trước sự kiện này của Việt Nam. Đây được đánh giá là một sự kiện chính trị ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước, là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác phát triển kinh tế đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là dịp các thế lực chống phá đất nước thực hiện các chiêu trò chống phá để làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Trước thềm hội nghị cấp cao diễn ra vào tháng 11 sắp tới, đám chống phá đã tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc liên quan khi mà một loạt những đối tượng chống phá bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, thì ngay trên các trang điều báo lá cải, chúng đã liên tục đăng tải các bài viết với các nội dung tuyên truyền rằng chính quyền đàn áp người bất đồng chính kiến để dọn đường cho APEC. Đây là một luận điệu xuyên tạc một cách trắng trợn để lấp liếm cho sự coi thường bất chấp pháp luật của những kẻ xảo trá, bởi phạm tội thì phải bị xử lý để pháp luật được thượng tôn. Bên cạnh luận điệu đó, chúng còn thể hiện những hành động đốn mạc bằng việc ra thư kêu gọi các chính khách phương Tây tham dự hội nghị APEC để can thiệp đối với Việt Nam trong quá trình xử lý những kẻ vi phạm pháp luật. Đó là trường hợp của lũ Hội đồng Liên Tôn gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ can thiệp đối với Việt Nam khi chúng biết thông tin ông này sẽ đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC. Mặt khác, đây là một sự kiện trọng đại của đất nước, thì đối với đám dân chủ cũng là cơ hội tốt để chúng có thể hoạt động một cách mạnh mẽ nhằm lấy lòng đám cờ vàng hải ngoại và thu hút nguồn tiền từ đám này rót về. Vì vậy, trong thời gian tới, đám dân chủ trong nước sẽ tìm mọi cách thể hiện và hoạt động chống phá của mình. Chẳng hạn như một số nhóm có chút vốn liếng ngoại ngữ đặc thì có thể lân la tiếp xúc với các nhân viên ngoại giao, thì tìm cách để gặp rồi đối thoại, trao đổi về nhân quyền với những cá nhân nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam. Hoặc là đám dân quan dân chủ nửa mùa thì ăn theo thì lại tiếp tục chiêu bài biểu tình phản đối các kiểu. Nhìn nhận tổng thể thì từ hoạt động đến luận điểm tuyên truyền đều chỉ nhằm chống phá đất nước, nhằm gây hại cho đất nước mà thôi. Chính vì vậy, cần phải cảnh giác và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ những luận điệu xuyên tạc và hành động phá hoại của chúng là trách nhiệm của mọi người dân.